Mùa xuân không chỉ mở đầu cho năm mới mà còn là thời gian để sẻ chia, trao gửi lòng yêu thương mà chương trình tình nguyện mùa đông Xuân tình nguyện năm 2023 là một ví dụ. Chương trình do Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh phối hợp huyện đoàn Thạnh Hóa tổ chức tại Tân Hiệp, một xã biên giới của huyện. Hoạt động thiện nguyện mang lại ý nghĩa nhân văn sâu sắc cho cả người trao và người nhận, nhất là khi được tổ chức tại các khu vực biên giới vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn. Tân Hiệp thì là một xã biên giới có 7 km đường biên giới, thì điều kiện bà con đây đa phần là dân kinh tế mới nên là cuộc sống nó cũng còn rất là khó khăn. Tất nhiên là phải nói là cảm ơn các nhà tài trợ cũng như là cái đơn vị Mạnh Thường Quân để hỗ trợ cho bà con với các em học sinh những món quà rất là ấm áp trong cái nhân dịp xuân về. Đợt này chương trình trao tặng 50 phần quà cùng tiền mặt. Mỗi phần gồm các vật dụng thiết yếu, trong đó có quần áo, chăn mền, bánh kẹo, như tấm lòng của người con quê hương Long An gửi đến các em học sinh và bà con khó khăn. Nhận quà con có thể có số tiền để con mua thuốc cho ngoại, bởi ngoại con bệnh rồi. Mà mua thuốc người ta không có tiền trả, ngoại phải năn nỉ mua hiếu, có tiền con phải trả tiền thuốc cho ngoại. Để ngoại được khỏe, ngoại sống với con. Những món quà yêu thương từ tình nghĩa của tôi đối với những trẻ em nghèo, hiếu học, bà con ở xa, coi như là món quà tri ân để chúc mừng năm mới, ăn Tết. Bà con nói chung là bà con ở đây thì dễ thương, nghèo, hiếu học, coi như tình thương của mình đối với xã nghèo. Mong có dịp gặp lại những đứa em nghèo này, mình sẽ trao quà một lần nữa. Tết đến rồi sẽ đi qua, nhưng nghĩa cử cao đẹp của tình người thì chắc hẳn còn đọng mãi, để mùa xuân thêm ấm áp và cuộc sống bớt nhọc nhằn.